Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin gửi tới mọi người top những dụng cụ cần thiết, thiết yếu nhất để sửa chữa cho điều hòa ô tô. Trên đây là em đang cầm và gửi tới mọi người. Sản phẩm đầu tiên đó là những mẫu đồng hồ lạp ga. Trước tiên em xin mời mọi người sẽ cùng tìm hiểu bộ sản phẩm đồng hồ cao cấp, bên trong nó sẽ gồm những gì và sử dụng ra sao. Đồng hồ lạp ga có thể nói là một trong số những dụng cụ không thể thiếu để cho anh em có thể kiểm tra hệ thống điều hòa, mất áp, còn áp, ga lạp vào, bổ sung đã đủ chưa hay thiếu ga. Đây là một trong số những dụng cụ cần thiết nhất. Trên đây này em đang giới thiệu tới mọi người mặt đồng hồ của bộ sản phẩm trong vali. Đây là mặt màu xanh là đường hạ áp, mặt màu đỏ là đường cao áp. Đây là em hướng dẫn sơ qua, chia sẻ sơ qua với những anh em mới vào nghề, còn những anh em đã làm lâu và lên thành kỹ sư, giáo sư thì xin đừng gạch đá em. Đây là những lời thật lòng của em. Phía dưới mặt đồng hồ là cái điều chỉnh khi anh em lạp ga vào để cho đồng hồ khóa ga, mở ga và kiểm tra. Đây là cái mắt để anh em có thể nhìn được ga đi qua. Phía trên đây là cái đầu để chúng ta cắm vào khi anh em không sử dụng. 3 giây đồng hồ sẽ được cắm trực tiếp vào đồng hồ. Sợi dây của nó cũng có một sợi dây cao, một sợi dây hạ và một sợi dây ra ga, tức là từ bình ga vào. Trong bộ này thì còn gồm có hai đầu lạp ga, đầu xanh, đầu đỏ. Đây là đầu màu đỏ, tức là đầu cao áp. Khi anh em bắt cái đường tuyô ga này, anh em cắm vào đây. Sau đó anh em có thể sạc vào cái đầu. Em ví dụ thôi nhá. Cái đầu trên hệ thống điều hòa hoặc là lốc nó sẽ đều có cái đường ống để anh em lạp ga. Đây. Chúng ta sẽ cùng cắm vào. Đó. Đây. Nó sẽ đây. Anh em nhìn thấy chắc chưa? Đây. Để sử dụng thì chúng ta phải kéo lên này, cho cái lò xo nó lên này. Sau khi đó cắm vào trong này. Đấy, nó vào khực rồi đấy ạ. Đó rất chắc rồi ạ. Sau đó để làm. Và tiếp đến cũng là một cái dụng cụ nữa là cái đầu để mở đầu ti van. Đây là đầu để mở ga 134. Đây là ga 12. Ở đây cũng bao gồm có tô vít 4 cạnh, 2 cạnh. Một bộ gioăng của đồng hồ. Và một đầu lạp ga của bình ga nhỏ, tức là bình ga mili 450g hoặc là 250g để san chiết, tức là cái bình ga người ta hay san chiết để anh em có thể dùng lưu động đó. Và đây cũng là một đường nữa, đấy chính là đường hạ áp. Em cũng vừa mô tả cái công dụng của nó để cho anh em hiểu rồi đúng không ạ? Cũng để từ ống dẫn ga tiếp đến là ta cắm vào đây, sau đó là ta sẽ lạp ga, cắm vào cái đầu co hay cái đầu trên bếp hay trên giàn nóng để ta lạp ga. Đây là bộ sản phẩm đầu tiên. Tiếp đến là bộ sản phẩm thứ hai.
Bộ sản phẩm thứ hai là bộ sản phẩm đồng hồ lạp ga mặt phủ dầu, cũng được đựng trong vali. Em sẽ cùng mở nó cho mọi người để anh em cùng khám phá. Bộ sản phẩm này thì sẽ cũng có các cái phụ kiện như dây lạp ga này, thì dẫn từ bình ga vào tới đây, tới đồng hồ này. Và dây là dây đường hạ, anh em cũng biết rồi, dây đường cao và mặt đồng hồ. Cũng có đầu lạp ga san chiết, cũng có mở đi lạp, và cũng có đầu lạp hạ áp, cao áp. Nhưng mà cái đặc điểm nổi bật của cái bộ này là sản phẩm này, là đồng hồ lạp ga này nó được phủ một lớp dầu để bảo vệ kim bên trong. Hiện tại thì gara bên em cũng đang sử dụng bộ này và bộ trong vali màu xanh. Đây anh em có thể nhìn ạ. Với cái bộ lần trước em giới thiệu thì nó có phủ một lớp cao su cao cấp, nhìn cũng trông cũng bắt mắt. Nhưng với bộ này thì hoàn toàn của nó là bằng inox. Đây anh em nhìn ạ. Nó không có bao bọc bằng một lớp nhựa. Đây, bằng inox. Nó cũng có đầu chỉnh vặn này, khóa ga này, hai đầu chờ để treo đầu lạp ga xanh đỏ, ba đường dẫn và mắt soi ga. Cái này thì em cũng không cần phải nói nhiều nữa. Rồi và tiếp đến là một sản phẩm. Một sản phẩm đó là bộ đồng hồ lạp ga. Trong hộp giấy, đây là phía ngoài của vỏ hộp. Em sẽ mở ra để cho anh em cùng xem. Đây. Với cái bộ sản phẩm này thì nó không được bao gồm nhiều chi tiết như cái bộ sản phẩm, hai bộ sản phẩm trước anh em cùng xem. Bộ sản phẩm này thì nó sẽ gồm có cũng ba đường ống dẫn ga, ba đường ống dẫn ga và một mặt đồng hồ. Thì như anh em có thể nhìn thấy, đây là người ta cũng đều ký hiệu hết, là ký hiệu của cái bộ dây này là 360 để dùng cho ga 134. Đây, với mặt đồng hồ này thì nó lại, anh em có thể nhìn phía dưới là cái lớp màu đồng, anh em nhìn ngỡ là giống với cái bộ được phủ dầu, nhưng mà nó hoàn toàn không phải. Anh em có thể nhìn đây, cái thiết kế của nó lại hoàn toàn khác. Khóa và điều chỉnh ga ở hai bên, nó không có đầu chờ để treo đầu cao đầu hạ, và tiếp nó cũng có ba đường ống dẫn ga, vâng, ba đường ống để bắt vào đầu tiêu lạp ga và một mắt soi ga. Vâng, và tiếp đến là một bộ sản phẩm tiếp theo, đấy cũng là đồng hồ lạp ga. Cái bộ này thì được dùng để cho anh em có thể dùng cho xưởng đông người, lạp bổ sung khu khi đi xa. Với cái bộ này thì giá tiền nó cũng rất là phải chăng, nhìn nó cũng chắc chắn. Đây là hai cũng là đầu khóa ga, đầu lạp ga, phía dưới cũng là ba đường dẫn ga, một mắt soi ga, hai mặt nhựa để chúng ta, hai mặt đồng hồ để chúng ta soi ga, đấy là một mặt hạ và một mặt cao. Đây, phía trước và phía sau của sản phẩm. Với cái bộ sản phẩm mà tầm tiền trung này thì cái tuyo của nó cũng không được dài như cái mấy cái bộ em vừa giới thiệu các bác nhé.